Mình nghĩ là nên để cho từng thành viên giới thiệu thì hơn, thì bởi vì là nhiều khi có những bạn như là bassist hoặc là drummer không bao giờ được lên tiếng thì cũng hơi tội nghiệp. Mà đôi khi là các bạn có những cái giọng nó còn sexy hơn cả vocal chính của chúng ta là anh Quang Vũ đấy ạ. Thì vâng ạ, em nghĩ là nên bắt đầu từ anh Quang. Mình là Quang, mình học ở La Trobe. Đây là một thằng em rất là ức chế qua rất nhiều âm nhạc, nó rất là ức chế rồi. Bây giờ bạn có thể giới thiệu lý do tại sao bạn ạ? Hey, chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trung, mình chơi guitar bass trong ban nhạc. Và mình cũng là người ngại ngùng nhất trong ban nhạc. Các anh thường xuyên là đứng xuất hiện ở phía trước, còn mình thì suốt ngày đứng phía sau đánh bài trầm, chẳng ai biết là đánh cái gì cả. Đây là... Còn giới thiệu nghề nghiệp chính của mình là không phải là chơi guitar bass, mà nghề nghiệp chính của mình lại là vũ công tại vũ đoàn Asian Rosary. Các bạn để đến các sàn nhảy ở thứ 7 để sẽ gặp mình. Chào các bạn, mình thì chắc là thành viên to đầu nhất ở trong ban nhạc rồi, mình sinh từ năm 87. Trong khi các thành viên khác thì... bạn Trung Mon là sinh năm 93. Bạn Quang Anh là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 89 đúng không? Mình sinh năm 87, mình tên là Sơn Jack. Mình đánh guitar trong ban nhạc. Mình hiện tại đang học trường đại học RMIT Melbourne. Mình ngành mình đang theo học đấy là Master of Architecture. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào các bạn, tớ tên là Hiệp, đang học Master Swinburne. Có ai học Swinburne không ạ? Master Swinburne. Master of Swinburne. Tên tên Hiệp, còn đây là chồng. Xin giới thiệu bạn này tên chồng. Tên là Chick. Mình là thành viên vào trễ nhất của Asian Rosary. Mới vào ngày hôm qua thôi. Còn mình là thành viên không chính thức của AG Band, là chuyên các bè phụ và huyết sáo tuổi về. Mình là Valentine sinh nhân. Những cái gì mà về flow là các bạn liên hệ với anh này nhé. Bây giờ mình sẽ đố các bạn trước. Mình đố với các bạn là cái bài gì mà cứ hết cấp 3 là mình hát, hết cấp 2 là mình cũng hát, mà hết cấp 1 mà mình cũng hát, mà có khi hết lớp lá mình cũng hát nữa. Cô biết không cô? Cô biết không cô? Cái gì? Đi cung gà lớp lá là cô biết. Bạn nào biết giơ tay lên. Có quà của em biết. Ôi mà em biết ơi, chuẩn bị quà nha. Em nói là cứ hết cấp 3 cũng hát, hết cấp 2 cũng hát, hết cấp 1 cũng hát, hết lớp lá cũng hát luôn. Em chọn lớp lá hát của bài đó. Xin mời bạn tiếp theo. Giơ tay cao lên. Đẹp quá. Đây là cụ MC Đậu Xanh. Mày nghĩ là bài Em Không Quay Về. Xin chào mừng các bạn đến với tiết mục Em Không Quay Về. Nhưng mà là welcome mặt tiền năm sau. Xin mời một cánh tay nào khác nữa. Ta này dễ lắm các bạn. Thế nhưng mà cứ... cho con trả lời chuẩn mà chưa chỉnh. À chuẩn nha, chuẩn nhưng mà chưa chỉnh. Bên kia quay. Bên kia.
Hả? Tại vì búp bê cấp 3 không có hát. Sai rồi. Tiếp tiếp. Đứng dậy luôn, bạn đang ngang đâu không Hoàng? Đúng rồi các bạn, đó là bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Kỷ niệm xưa, AJ và hai bạn ca sĩ nữ của MV.